Được, hết chuyện hay rồi. Dạ. Không còn gì nữa để mà bận. Người đi ngủ đi. Đang chuẩn bị ngủ không được đó. Em cảm ơn anh bác trong tù. Em ở đây. Có người kiếm ở Indo, ở Việt Nam. Được biết không? Không. Đố mọi người biết. Đặt Pilates ở mỏ. Đặt Pilates ở mỏ. Hả? Anh đố bé mèo biết là trứng Indo. Ăn cái gì? Trứng chicken. Pork chicken, pork chicken. Cái gì chicken ông nói cái đó mà chicken. Cái gì cái đó? Bà đây chả là trứng chicken. Quýt lột đợt. Quýt đốt cho nó nghe. Quá luôn bánh ngữ của Đạt là chicken baby. Thế đây. Chicken egg. Egg. Thịt lột. Tan, chi tan là egg. Bà won. Ăn chó cái lừa mà ăn được đâu. Được rồi chứ. Có lùi đi cho rồi này. Có sao? Họ ốp hay họ luộc hay sao nhìn nó buồn cười. Luộc. Luộc như sao nó mặn thế nhỉ? Chắc là trứng muối. Không phải trứng muối. Ravon yes ạ. Cái trong muối mà luộc cùng với nó mặn. Luộc muối. Ravon yes. Nó luộc người ta cho một tí nó mặn. Luộc ở Ravon nó đỏ cái gì? Do nó lại được vị vị. Em lại được vị vị. Cảm ơn cỏ. Đất lon. Cảm ơn cỏ. Hả? Bà ăn cơm. Ăn cơm lon. Ô bà Mai. Gì đó bà Mai. Đó bằng chị Mai. Gì đó. Bà Mai cái giấc mất thời gian. Bà Mai. Bà Mai cũng có giấc luôn rồi. Ô. Cạnh luôn rồi. Henny, Henny, bị vọng. Ơ. Hay là ai đang à Nhi Nhi là con muốn hoàn luôn bộ cái bộ là chị Nhi. Không phải chị Nhi mà là chị Henny. Chị Henny với chị Mina được cái tên của hai này chặn nhau thì có sao. Cảm ơn chị Mai. Cảm ơn chị Mai. Sao mà lo? Cảm ơn Mai. Cảm ơn Lauren. Mấy giờ mẹ rồi? Cảm ơn Lauren. Cảm ơn. Ủa mà chị Mai bả lên cái bả tắt mic. Bả tắt mic xong rồi cái bả quăng cái TikTok cái bả té. Không phải chị đâu mà bên chị Henny á, ba người đều xem một phòng nên nó vậy đó. Mila, Mila bên chị Henny á. Ơi, Mila đang cứ xem like. Mila, Mila, Mila. Con quỷ này. Yes. Mila headphone. Mela headphone. Đây rồi. Yes. Đi rẽ kê. Em đang đi. Đi rẽ kê. Không, bé mèo với chị Henny đâu cùng phòng đâu, khác phòng. Full, full thì full rõ nó xóa ra nè. Ai nói gì đấy, ok. Đang nói đây. Đâu? Em không nghe gì à? À về. Không phải là không nghe, anh đang bảo là chị Mai nói gì đi. À chị Mai nói gì đi, tưởng ai nói. Em lo năng đấy. Ok. Cảm ơn chị nó, cảm ơn mọi người. Đã trốn rồi còn mời nữa. Trốn rồi mất. Trốn nó ra được. Còn con quỷ kia nữa, con quỷ kia không mời được. Ê bà Hà đâu ta, hôm nay không thấy chị Hà nhỉ. Ngủ rồi. Có đang xem đó. Không, đang xem đất, vừa gì ở được, trong được. Chị Hà ơi, chị Hà ơi, còn sống không chị Hà? Lại hỏi còn sống không? Nó làm cái cây áo hoàn tạo. Ủa tự nhiên mắt 5 người lên ngồi coi mà nó ăn cơm. Thì chẳng nên ngồi người ta ăn cơm, ăn rồi phải ngồi trông người ta ăn như đi. Không, kinh khủng, ta ăn được vào đây không? Rồi mà ăn như thế có hay mập đâu. Bà Trang ốc kìa. Bà chị ơi tính ra bà, chị cũng là tính ra cái bà ăn. Ăn nhiều không mập thì ăn gì. Là tôm rằm, nhưng mà tôm rằm có lạ lắm. À, mỗi nước nó có một cái cách nấu khác nhau ấy. Người ta chỉ biến tấu nó đi thôi. Chứ không phải là 100% giống hệt Thái được. Em bảo là vừa bà Trang ốc bà ấy bảo là chứ bà comment từ đấy bà spam mấy phát liền là cái gì 1, 2, 3 hôm nay lại say nữa rồi. Say chưa? Say
sai sót cái gì? Em đã được ăn tôm dầm bao giờ đâu? Cá ăn tôm dầm Thái bao giờ đâu? Và ăn tôm dầm Indo mà. Không phải. Thế thì nào đi về Hà Nội thì ăn. Không, đi tôm dầm này sang Thái mới chuẩn. Nhưng mà cái đợt ấy anh mày dẫn chị đi Thái, chị sợ quả đi bộ nên là bây giờ ác cảm với Thái lắm. Thế. Thôi luôn à? Ừ, đi bộ nhiều quá, anh mày cứ bảo là sang Thái là phải đi bộ nhiều thì mới ngắm được nhiều cái nét đẹp, mới lại cái giờ cái cuộc chân đấy. Mà tao đi bộ một tí thôi là tao đã không thở hơi rồi. Các bà béo nòi mỡ mỡ ra là chả thế. Này, anh đừng có nói thế. Em có béo đâu vậy anh? Nhà toàn người gầy anh... thôi, không ai béo hết. Nhà toàn người gầy, không ai béo cả, mỗi em là béo nhất đấy, Đạt ạ. Mà con à, nhậu từ chiều. Ôi, chị chị Phương, chị Nga bác hỏi em chửi ai béo kìa, chết đâu, chắc ai đó ai chửi gì đấy, ai nói gì đâu, không Đạt nó chửi đấy. Ngao, anh Đạt ngài... chị Nga có biết gì đâu. Không là thế, mọi người ghi âm hết rồi. Ghi thì ghi chứ em sợ gì, em muốn chửi đâu, đúng không? Em chỉ bảo chị, em chỉ bảo chị là do chị béo nòi mỡ ra thì chị mới không đi bộ được, đúng không? Còn em bảo cái Nhi là béo nọc phụt xuống tận cổ chứ em muốn chửi chị Nga đâu. Chị Nga béo đẹp. Mày bảo là mấy bà bố. Em có người chị phụng không? Béo đẹp. Cảm ơn chị Phú. Tầm vừa lấy quay nói là nhà tàn người béo luôn á. Ừ. Chị Nga đâu, đâu. Không đấy đâu, không đấy đâu. Tính là đầy người sẽ ghi âm lại cả. Tính là đầy người sẽ đăng luôn á. À. Không có đâu à. Làm gì có khúc đấy mà thắp không. Mọi người ai quay được rồi tìm mọi người đăng tên. Mọi người. Ai mà có quay được khúc đó, lát cho mọi người cho em xin cái VT nha mọi người. Chị đơ cái gì gì. Đây là Nga đấy. Thả tạ nha, tái nghe nha, mày đừng có cãi. Em đúng rồi, em, Nga là béo đẹp. Chị Nga chỉ quay mặt nào em rồi. Cãi chứ không có thân chả cãi. Ôi trời ơi, anh ơi, có người quay lại rồi. Từ từ nào, từ từ nào. Nó lại tia được comment của Acid đấy. Bắt đầu. Anh chìm em xuống đáy xã hội đi ạ. Đấy gì đây? Bang Cường 2K12 nách em ơi. Biết ngay mà, tao vừa nhìn ra cái đấy rằng là tao chưa kịp. Anh đã ngon lên rồi, đừng học buồn, nói thêm nhanh. Đi nhanh cái sở không? Nếu mà em Loan muốn Loan đấy. Nếu em muốn thử cảm giác đấy, đừng đi học. Đấy anh nói thật, nếu muốn thử cảm giác đấy đừng đi học và bảo bố mẹ là cho con đi làm từ bây giờ đi. Là em sẽ biết cảm giác đấy. À, anh ơi, anh hỏi bạn ấy là bạn ấy có muốn không? Để em đưa ra ngoài công trình của chồng em cho ngẫu ngoại cho nó biết. Nhưng mà chặn rồi. Ủa vậy hả? Vậy lấy gì hỏi nội? Thánh Hằng ơi, ông già ông già. Tính là chặn xong rồi xong bắt đầu ngồi nói một tràng luôn. Ừ, đúng rồi. Mà ăn thì ăn đi, ăn đi, rồi bắt thì ăn xong rồi mồm nhai không bắt thì đi axit. Này mọi người có nghe thấy bà Mai nói gì không? Sao cứ chị Mai không nói gì luôn chị. Chị Mai không nói gì luôn nha. Hồi nãy em có nghe chị Mai bảo là nhanh nó sớt rồi đó, nghe được có một câu. Bà Mai tiết kiệm lời. Chị ơi nói đi chị. Để cho ông răng đi, để cho ông răng đi. Chị ơi ăn nhiều cũng không mập, ăn hoài cũng cơm lắm. Béo lên nhìn luôn đi. Làm sao mà béo? Henny không hiểu. Lêu lêu. Nó. Mila không hiểu. Mila Henny không hiểu. Yes. Đúng không? Chị Mai chị đi nhậu rồi à, chị Mai? Mọi người bảo chị Mai xỉn rồi. Cái gì mà chị Mai chỉ đi nhậu thôi, còn không nói chuyện bây giờ.
Ê, có khi nào là bà nhậu bà xỉn rồi nên bây giờ bà không biết nói gì không? Bà xỉn như kia thì mọi người cảm thấy là chị Mai xỉn rồi. Chưa nhậu, chưa nhậu. À, hôm nay chưa nhậu. Cảm ơn chị Phụ. Chưa nhậu nha. Cảm ơn chị Phụ. Hôm nay chưa nhậu. Còn đâu bình thường là có nhậu. Ờ, ok. Đấy. Như vậy là tính ra mọi hôm cũng có nhậu. Có nhậu. Có nhậu kìa, tự khai nha mọi người. Chị Mai tự khai nha, có nhậu nha. Vậy là đô mấy lon rồi chị Mai? Đô một lon nha. Không, đô kết ra coca. Lóc coca. Hai đô lóc coca đang ăn cơm. Một lóc ít lắm, phải hai lóc. Không, đô một lóc coca đang ăn cơm kìa. À, tiểu đường mất các cậu ơi. Tiểu đường nha, béo nha, mập nha. Uống nhiều mập nha. Ê, uống loại không đường ấy. Uống loại Pepsi không đường. Nhưng mà uống loại không đường nó đắng. Nó đắng rồi, nó không béo. Có người nghiện coca nhưng không, mà lại không béo. Chị em uống em thấy đắng đắng nha. Nên là em bỏ chị luôn. Chị không đường sốt mà. Ô, cà phê chị cũng uống không đường, nó đừng nói chị coca. Không, cà phê chị, không đường nó không chơi được. Chị ơi, cà phê không được uống nhưng mà uống cái coca mà không được uống thì nó đắng đắng. Ơi anh Đạt ơi, còn mấy hôm nữa tới sinh nhật em mà anh Đạt, em cũng muốn cái màu tím mà anh Đạt. Ủa gì đi đâu anh? Ủa anh ơi, bây giờ em chỉ cần bảo em xin cái 11, 12 thôi. Không, anh ơi, em xin cái 13. Anh ơi, bây giờ bọn em xin cái 13 thôi. Ờ, cho cái 13 thôi cũng được. Về Việt Nam. Lỡ xin là xin 14 chứ xin 13 chứ. Không chị, bây giờ 14 nó nhiều tiền quá, mình xin 13 thôi. Không, mình xin 13 được rồi chị ơi. Chị Mai, hỏi con khủng mới không chị? Chị Mai, chị không biết là ngày hôm qua nó bảo là thận của nó là một quả thận là xuống dưới chân, một quả thận là cầm ở trên tay. Năm gì còn nữa, bây giờ có hai quả thì nó di chuyển rồi, bây giờ lấy đâu nữa mà cho mèo cho nhí. Thôi bây giờ còn hai cái máy 13 đó. Chị không thấy lúc em qua em đăng story em bảo là không biết là thật đúng không? Đúng. Đến bây giờ em mới nhớ. Thì có phải là bây giờ anh hát còn hai con máy 13 đúng không? Thì bây giờ em với chị Nhi mỗi người một cái thế là đủ. Thì mày không để cho tao tiền thì tao vá thận à? Anh nói thật mà. Mày đùa chứ. Vá thận. Cố thẳng vá. Người ta chỉ có thay thận nên không có vá thận. Lần đầu tiên quá nhiều vá thận mọi người hả? Dạ mà. Nhi ơi, thỉnh thoảng dịch cho Henny với. Henny của bút tủng. Chị Henny đau đớn, chị Henny gục ngã. Chị Henny, chị Mina. Chị Henny con hiểu à? Ô, nhưng mà có chị Hân ở đó mà. Có thấy Hân đó mà. Hân, có chị Hân ở đó mà. Hân go home. Hân đâu go home. Chỉ có không. Hân go home. Chỉ có Mina và Henny thôi. Hân về sao nhà. Mà? Quay lại. Chị bảo đi kìa chị Nhi. Cậu không khóc. Mình nói chơi mà, mình nói giỡn mà. Hai quán xeo, mấy xeo hò. Tinh anh đến anh. Anh ơi có nghe đi. Anh Đạt. Anh ơi có Đạt. Mi là. Ủa sao chi à? Ủa sao chi? Chị ra điện thoại của chị em đi luôn đó. Đánh chị nghe. Đục chị anh ấy, vô mặt cho anh, lên chỗ cho anh ấy. Cái gì đấy? Còn quá luôn, dạy người ta tiếng Việt luôn. Nè, chị Henny đi hát nè. Mọi người, chuẩn bị giơ tay chị Henny đi hát. No. À, chị to xì khê ni. Ngà men ni mò, ngà men ni mò. No, 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 hát, no hát. No hát, no. À, con ngà men ni mò rồi chát à. Anh Đạt ơi, kêu chị Henny đi hát đi anh Đạt. Henny đi hát đi. Sợ má, sợ muốn sợ má. Hôm nay là một ngày mà có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau ấy, chị biết không? Vừa có vừa buồn có. Bất ngờ này, bất ngờ tới này, bất ngờ khác hả? Kia,
Có một người chị lúc nào cũng âm thầm theo dõi em và giúp đỡ em. Thì chị ấy đang bị bệnh rất là nặng. Và khi chị viện thì em bảo là em về em vào thăm thì bà ấy cho. Nhưng mà đến hôm nay thì thấy bà ấy vào live, bà ấy xem live là khoái rồi, là vui rồi. Khỏe. Khỏe, rất là khỏe. Khỏe. Không biết nó khỏe chưa nhưng mà thấy vào xem live là được rồi. Còn là ai thì ngày mai mới nói. Cũng chẳng nói đâu. Không cần nói cũng biết. Chị Phương có thể nói. Ai thì nhắn tin. Không biết là mỗi... Đã không nói rồi lại còn bắt nói ở đây. Đó, Phan Gơn cà phí không hỏi nói. Apa ini yo tapi lama lama kau nyanyi tak nyanyi dengan ngamen ngamen. Hát cho Henny ơi, hát cho Henny ơi, ngamen limo nhá. anh đặt cho từng này hát. Ok. Mọi người. Chúng ta mọi người. Không em cái người này mọi người không bằng. Arab tak selewar keo. Sana ni pernah ya. Hát. Ya, ojo tinggi kot. No. Hát chị Henny hát. Anh đặt cho từng nè. Anh đặt từng này. Hát sao mà? Vẫn hát sao mà? Nhi hát sao mà? Chị đẹp. Anh bảo anh. Henny hát. Nga mẹ nì mò nhá. Ok. Sawang-sawang koin ganteng tenan. Rasane aku pengen kenalan. Kenalan neng Hanoi. Wong yang ganteng nganggo klaus putih. Chị Henny theo. Cảm ơn bé Han. Bé Han đi. Chị Henny cảm ơn theo bố. Đến giờ. Astagfirullahaladzim, Nini quay cả rumus cái nhong yo. Ok. Mila kamera Henny Tiau, ok? No. Ok, chị Mila. Ok, good. Nah, ok. Mila kamera. Astagfirullahaladzim, cak aku ditusuk ke tenan ini jenan. Mila kamera Henny Tiau. Dancing. Astagfirullahaladzim. Tôi sợ. Sama. Gatis marah, tetap. Lười vừa ngủ được tí nào. Ủa, đây từ lúc cắt này đi. À em đi
xuống cái massage đúng không? Không này em lên em nằm em ngủ chết giấc luôn. Ê, nhưng mà khách sạn đây good đúng không? Ổn đúng không? Good lắm. Wi-Fi là cái gì? Wi-Fi là nhiều quá. Tụi anh đã sim rồi ở sân bay rồi. SOS. Đây là cái sim thì mấy nay được đây. Mình chưa mong vậy. Có cái gì là cái bạn dùng cả lắm. Cảm ơn acid tướng. Acid cút. Acid cút để anh ấy. Acid cút à? Có phải là bây giờ là mình là bán cái sim mà dùng được mạng á, nó dùng như gọi là 1 năm á. Nhung. Đúng không? Hả? Ờ cái sim mạng của chị xài không giới hạn mạng rồi. Ờ hình như là mua một cái hình như là 250, 300 đúng không? Đúng rồi, acid cút. Thật đi là đi tắm à? Bà thì lúc nào chị dình đi tắm? Nhớ, thật đi là nô tắm ấy. Ok, nô tắm cho nó đậm đà. Chắc đậm ghê. Đâu kia bắt đầu. Hả? Smell bên gì? Smelly. Chị Henny nấu tắm. Tắm à. Tắm. Mila nấu tắm à mọi người. Tắm rồi. Tắm rồi. Mila tắm rồi. Tắm rồi. Các bà toàn điêu, các bà toàn thay quần áo không, các bà có tắm đâu mà. Đúng không? Mọi người cứ nghĩ mà xem. Thật. Em thấy mấy bà con gái rất là bẩn. Thấy ai? Hello. Thấy ai? Có ở thấy đất ai đây. Có ở với chúng tôi không? Nhưng mà có ở cùng nhà, không một biết. Thế thấy tắm ai? Rồi. Thấy ai nô tắm? Cái căn bản là em chưa thấy tắm bao giờ nên em thấy là mọi người bẩn lắm. Ờ. Hello, tắc phải đâu? Thế là tự mình suy diễn với vỉn làm gì nữa đây thì thế này. Ngày nào cũng tắm về cuộc sống bây giờ phải tự mình mà suy diễn ra chứ làm sao nữa. Đùa ra đấy là nó lồ nào một quý ốc ô đi lê đấy. Mọi người bảo ông mới là chưa đi tắm hay kìa, vẫn nguyên cái đồ đấy hay kìa. Ơi trời. Nhưng mà tôi còn đi tắm rồi, còn nhiều người biết tôi đi tắm các thứ, nhiều người cũng nhìn thấy rồi. Nhưng các bà đi tắm đâu ai nhìn gì đâu chị nhờ. Cô nhờ chả nhìn gì hết. Mọi người có nhìn thấy không? Mọi người bảo mua đâu không nhìn thấy gì kìa. Nhớ đâu ông thay quần áo không nhìn thấy ông xả nước ông để ở đâu một tí lên rồi. Nhưng mà cái căn bản là em cũng đã tắm bơi các thứ đây, em đã tắm rồi, nào cũng nhiều người tắm rồi, người nhìn em tắm bơi thì cả năm mới bơi được một mấy lần. Thế cả năm này thôi không em không biết, nhưng mà năm vừa rồi này em cũng bơi được rất là nhiều lần rồi, nhưng mà các bà em chưa thấy tắm bao giờ. Người ta bơi nên người ta vẫn tắm lại, nhưng mà chắc là anh Đạt bơi xong rồi cứ thấy mặc quần áo luôn, chị chắc không tắm lại đâu. Được không sao hết, sẵn sàng qua nước là được rồi. À hóa ra là cái định lý là tắm của cơ là như vậy. Các bà đã thấy bao giờ các bà tráng qua nước đâu, đúng không? Thấy chưa, mọi người bảo là chưa như ai nhìn thấy gì kìa, đó thấy chưa? Sao mọi người liên quan đó, suy ra là anh cũng đã tắm đâu. Ok, đó sao mời chị Mai không được vậy? Các bạn đi uống rượu rồi, các bạn đi nhậu rồi. Chị Mai đi nhậu xong mà say quá không cầm được điện thoại. Còn càng trước mắt năm tháng không nhìn thấy gì á, thôi xin các bà. Các bà không nhìn thấy gì, các bà đang PT tràn ngập. Dạ. Ui. Đạt Pila hát. Không hát. Không hát cũng hãy ngọp á, quay ngọp á tâm ạ. Henny hát. Ngà men limo nhá. Ngà men limo ai lộ. No, no, ngà men limo, ngà men limo. Chị Mina, chát. Chát xe no. You say no, ngamen lima no. Là cái gì, có hiểu đâu? Là cái bài vừa rồi ấy. Yêu mọi người. Chị Mina hát. Henny hát.
Henny hát ngà men lima, ngà men limo. Dad say no. Ok. Nhưng mà có hiểu đâu. Chị Ngân rảnh đấy. Bà em bị bệnh quá mà. Do do em bị bệnh đâu quá nên là tức không làm gì được. Sang là cô này biết cái. Cao 1m12, mà nặng 16kg mới đỡ cả được. Đúng không? Cảm ơn chị My. Lại đến con mẹ My nữa. Rất chúng ta, con chúng ta một cái, chúng ta. Cho bà nên bà đi cùng nhau sao? Mình hoa phải sang mắm một đấy. Cho bà nên bà cãi nhau với em đi. Nào, chị muốn... Chị Ngân em cũng tắt mic rồi. Nên cãi nhau, nên tắt mic. Chị Ngân nên bao giờ cũng chỉ tắt mic thôi, không bao giờ mở mic nói chuyện đâu. Cảm ơn mọi người. Nào, chị Ngân lên đây cãi nhau không? Em review đúng quá thì không cãi được thì. Cãi được với ai? Mọi người ơi, cho em xin cái comment tiếng Việt đi mọi người. Sao cậu em tiếng Indo không vậy? Em đọc em cũng không hiểu gì chơi nhở. Indonesia comment love that love đây that. Có con hương đơ đây này. Indonesia comment love that. Ok. Không cãi lại. Mila. Không cãi lại à? Thì em